Là cha khó bây giờ hãy cùng học tiếp bài 68 tương với phần 4 bài 26 quyển 2 đầu tiên hãy nói mẹ con về rồi ma của khuế là lợ bây giờ là từ gọi điện thoại tả khỏa tả tả tiền 电，话，话，打电话，打电话，回电话给儿，给你打电话，给你打电话，爸、妈回电话给儿。 bà ma kế ní tá điện hỏa bà ma kế ní tá điện hỏa ta không gọi điện thoại cho em không có gọi điện thoại cho em mấy yêu kế ní tá điện hỏa mấy yêu kế ní tá điện hỏa trường đông gọi điện thoại cho con 张东给你打电话。张东给你打电话。张东给电话给张东张东给你打电话了没有？张东给你打电话了没有？ chưa à? Nguyên văn là không có à? Mấy giờ à? Mấy giờ à? Cậu ấy gọi điện thoại đến tìm con, nguyên văn là cậu ấy đến điện thoại tìm con. Tha lái tiền thoại à cháu nỉ. Tha lái tiền thoại à cháu nỉ. Nói gọi cho di động của con,

Trương Đông gọi điện thoại cho con chưa? Trang Đông gọi thì đã điện thoại là mấy rồi? Trang Đông gọi thì đã điện thoại là mấy rồi? Chưa à? Mấy có à? Mấy có à? Bạn ấy gọi điện thoại đến tìm con. 他来电话找你。他来电话找你。Nói là gọi cho di động của con. 说打你的手机。说打你的手机。Không đạn máy rồi。你关机了。 Ní quan chi lợ. bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đổi nhân dân tệ hay là đô la? Huà nhân minh bì hay là Mỹ Nguyên? Dễ khó. Rung ý, nán. Lâu lắm không gặp. Khó chiều bố chiền. Mượn sách. Chia su. Công viên. Cung yuán. Tiện thể thay mình mua ít hoa quả. Sơn biên thì vừa mái tẻ suối Giúp mình làm một việc. 帮我办一件事。不配合，正合适。不害啦，正好是。giáo viên năm nhất，一年级的老师。thời gian rảnh 业余时间. Cách đây bao xa? Lí nhiều đường bộ đường lũ Không lấy tiền. Thứ hai tuần sau đi báo danh. 下星期一去报名。摸轮一小每次一个小时。可别来塞黑空。会不会开车？有愿意去吗？ Tiến bộ rất lớn. Tiến bộ khẩn tả. Đề cao rất nhanh. Thí cao rất khấn Phát âm không chuẩn. Phát âm không chuẩn. Hơn nữa. Ở trìa cực kỳ nghiêm túc. 非常认真。chân. <laughs> Chắc là cũng được. Hãy ý bà. Alo. Vậy. Bạn học cùng trung học. Trung học, Gọi cho di động của bạn. tả tha chi qua một lát nữa hay gọi. quấy quấy giải tả. tắt máy. quan chi. gọi điện thoại đến chưa. lấy điện thoại là mấy ưu. gọi điện thoại cho con. 给你打电话。